Xin mến chào quý anh chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2021 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá cà na Thái ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp cho quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình hình giá cà na Thái thì hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá nhãn Ido, giá nhãn thịt da bò hay một số loại nông sản khác trên kênh. Quý anh chị các bạn nào có ghé xem kênh, có quan tâm đến giá nhãn, giá cà na thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem, hoặc là quý anh chị và các bạn có thể bấm nút đăng ký kênh và hình quả chuông ở phía bên dưới để khi mình ra video mới cập nhật tình hình giá nhãn, giá cà na hay một số loại nông sản khác thì ở trên YouTube của quý anh chị các bạn sẽ nhận được ngay thông báo và sẽ rất là dễ dàng và thuận tiện để quý anh chị và các bạn có thể vào xem ngay được những clip cập nhật tình hình giá nhãn mới nhất hay là giá cà na Thái mới nhất mà không cần phải tìm kiếm. Quay trở lại tình hình giá cà na Thái hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp hiện nay thì do dịch tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức là phức tạp nên ảnh hưởng rất là nhiều đến sức mua cũng như giá cả, không chỉ của cà na Thái mà các loại nông sản khác thì cũng đang giảm giá rất là nhiều. Mặc dù đây là mùa nghịch nhưng giá cà na Thái vẫn không thể tăng nha quý anh chị và các bạn. Cụ thể là tình hình giá cà na Thái hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp thì có mức giá đồng từ 14.000 đến 17.000 đồng một ký. Tùy theo từng khu vực, từng vườn cà na đẹp hay là xấu mà sẽ có mức giá chênh lệch khác nhau. Ngoài ra thì tình hình giá cà na Thái cũng còn tùy thuộc theo từng hình thức mua của lái, mua xô hoặc là mua lựa mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Cà na đẹp, cà na lựa hiện nay thì có mức giá dao động từ 15.000 đến 17.000 đồng một ký. Đây là giá cà na thực tế của một số bà con nông dân đang hái và căng ở khu vực Vĩnh Long và Hậu Giang, Cần Thơ. Hy vọng là thời gian sắp tới thì dịch bệnh có thể tạm yên ổn và giá cà na có thể tăng trở lại để cho quý bà con nông dân nhà vườn mình có thể tiếp tục yên tâm sản xuất. Và thời gian sắp tới thì nếu có thời gian rảnh mình cũng sẽ tiếp tục làm những clip cập nhật tình hình giá cà na Thái hay một số loại nông sản khác trên kênh để cho quý vị các bạn cùng tham khảo. Và do tình hình như hiện nay thì giá nông sản nói chung hay là giá cà na Thái nói riêng có thể lên xuống theo từng ngày và theo từng khu vực. Giá nông sản thì luôn biến động rất là nhanh và thay đổi liên tục theo từng ngày. Và nhiều khi không có thời gian rảnh nên đôi khi khoảng vài ba ngày mình mới có thể làm một clip cập nhật tình hình giá cà na Thái nên đôi lúc thì nó có chút chậm trễ và nó có chút không được chính xác so với giá của thị trường hiện tại thì mong quý anh chị và các bạn thông cảm. Và đồng thời thì mình cũng rất là mong quý anh chị và các bạn nào có ghé xem kênh có đang bán cà na hay biết tình hình giá cà na Thái ở khu vực nào thì xin vui lòng comment ở phía bên dưới để cho quý anh chị và các bạn và bà con nông dân xem sao có thể cùng tham khảo được giá. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Và tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân nhà vườn mình thì sẽ luôn luôn có được những vụ mùa thật là bội thu, thành công và bán được giá. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những clip cập nhật tình hình giá cà na Thái hay một số loại nông sản khác trên kênh của mình.